Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tội tình gì đâu? Nàng lên xe qua ngày cưới, ngỡ như xe tan mờ lối, sung sướng gì theo kẻ không yêu. Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh mẹ cha tham sang gà bán, nợ riêng xem như bài toán, thằng làm con nàng phải dâng lời. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi? Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau hơn? Giờ đây anh đã hiểu nàng phải không? Còn thương anh cố quên nàng cho xong, dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng thế, thì thôi anh đừng có bâng lòng. Bye.
đừng có